Chào các bạn nha. Nay mình hai đứa em nó xuống nó thăm. Nó đem cái món gì à Nhi? Lẩu bò. Lẩu bò. Rồi với nó đem một cái sắc đẹp của nó thần tượng luôn. Trời ơi, con này nó làm chi? Nào, đó. Nó xuống nó thăm mình cái này Ngớm biết lửa ấp yêu nồng đượm này. Nhi biết rồi đó không Nhi? Mày Mà biết lửa. biết đó, ông nội hát hoài. Qua khỏi rồi. Ôi, khó đây. Bỏ mì vô không? Bỏ mì em đi, bỏ mì vô thêm cho. Anh hấp nương hấp chỉ ăn này thôi. Sáng giờ anh không ăn được luôn. Sáng hôm qua xém nữa. Đây, đây tới tối luôn hả? Ừ, từ 11 giờ trưa mà quánh tới 7 giờ tối luôn. Giảm ga đi không? Em ra đi, bỏ gao đúng rồi đó. Em là đạo gao đó. Anh cũng vậy á. Thiệt, anh mê gao hơn là mê thịt nữa. Thì đúng rồi. Rồi vậy mà ăn cái mặt của anh vậy nè. Bữa nay hay ốm thôi chứ. Hay hình tủ. Hơn á. Mà dễ uống á. Ít ít hơn nữa. Này mình uống một nhậu vui vẻ nha các bạn. Vô nha các bạn. Rượu này ngon á, rượu chuối hột. Để lại trong cái cổ anh á là nó lạnh lạnh mà nó kiểu như là nó ngọt, dễ ngọt. Chịu ha. Ngọt ngọt à. Như rơi rượu cốt vậy. Ừ. Thì đâu phải chỗ nào cũng kiếm được bán rượu giếm vậy đâu. Cái này hai đứa em của mình các bạn, con của em họ bên ngoại á. Lâu lắm anh em mới ngồi với nhau. Biết lâu luôn á. Chín chưa? Làm từ trên đạp đến sớm. Còn nghe. Chín liền được. Này em cắt một ra, tiếng á. Anh ý đồ nó để vậy nè. Để anh chị biết không, hồi chín ăn thơm lắm. Đúng rồi. Nó cái không cái mùi thịt ở trong á nó còn nguyên. Đúng rồi, cái tay nè. Đường dài. Lẩu này ở dưới quê á mình á rẻ lắm nha các bạn, 120 ngàn là nhậu là bốn đứa là xỉu luôn á. Em mà hít mà đâu phải là gian dừa. Em nấu uống rượu không? Quá êm luôn. Thơm ha. Ừ. Củ, rồi, củ cải mình để cho nguyên củ ngon lành luôn nè. Ngon lành cành đào luôn. Mình nấu mà để mình nó khe vậy là nấu lâu lắm á. Hầm là hầm á, mấy tiếng đồng hồ luôn á. Bước vô quán nó thơm. Bước vô quán nghe mùi thơm. Mình có chụm cái bếp lửa ngoài sau á. Là dùng để hồi cái tăng hết cái này nè. Là mình sẽ nướng cá nha, nướng cá với nướng cua nhậu, cá đồng với cua đồng á, mình để trong nhà rồi. Xem. Ngoài là gì đi? Ngoài á, nun. Nó o giờ giờ, o giờ chứ. Hết quạt một cái không nghe. Quê yên bình lắm các bạn, không khí tốt. Hai nữa là cuộc sống nó không ồn ào, yên tĩnh lắm. Mình làm ở thành phố nhưng mà cuối tuần là mình về quê, khi nào có rảnh là mình về liền.
về chơi nó vui lắm. Thấy chị đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Nhìn là tạo bọt luôn. Nay mập lên 2kg đó ông nội. Gì ghê không? Mập lên 2kg mà còn vậy á. Chỗ phí lắm. Phí tiền. Ngon không? Cố lên. Cái nào ăn được tập nha hậu. Mai mốt là đi huấn luyện mà phải ăn được hết. Giờ còn có nhiêu đây các bạn. Anh em chiến đấu cũng quá dữ luôn. Mình xin hai anh em mình xin tạm dừng đây nha các bạn. Tê tê thôi, vừa vừa được rồi. Bye.